Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh youtube truyện bộ audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 635 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm ý vô hình khuấy động cả thị trấn. Mọi người cảm nhận một cảm giác áp lực không thể diễn tả đang bao trùm lên thân thể. Giống như có một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu của mình vậy. Đám người không rét mà run. Người dân trong trấn nhỏ run dày lùi lại. Ngay cả đám người kiếm phong hải kia cũng không khỏi run lên. Quý kiếm sinh lần này đúng là đã dốc toàn lực. Gã biết nếu cứ tiếp tục chậm trễ, sợ là mười kiếm cũng không thể giết chết được tên này. Một khi 10 kiếm vẫn không thể đánh bại đối thủ, thế cho dù có âm thầm giết người này cũng không giữ được thể diện. Gã đến đây chính là vì đòi lại thể diện cho mình và cho toàn thể sơn môn kiếm phong hải, cho nên hiện tại gã phải dùng mọi cách không được nương tay dù chỉ là một chút. Gã không ngừng tung ra vô số chiêu thức, khí ý đáng sợ cũng không ngừng lắc lư theo. Đột nhiên, Quý Kiếm Sinh chắp hai tay lại, một tiếng kêu vang tiếng kiếm vang lên. Giờ phút này, hai thanh trường kiếm trong suốt đã hợp lại làm một. Thoạt nhìn, hai thanh kiếm chồng lên nhau thành một khối. Phan Lâm nhíu mày, nhìn chằm chằm quý kiếm sinh. Chỉ thấy ánh mắt của gã cực kỳ nghiêm túc, sức mạnh phi thăng quanh thân giống như là nước sông đổ ra biển. Tất cả đều hộ tụ vào trong lòng bàn tay của gã, sau đó rót vào trong hai kiếm. Cuối cùng, tinh hà kiếm chém theo tiếng gào thét thê lương của Quý Kiếm Sinh, hai thanh kiếm chồng lên nhau chém tới tấp, cùng với song kiếm còn có một luồng kiếm khí đáng sợ hơn nữa. Sức mạnh kiếm khí này gần như vô hình, nhưng cảm giác áp bức và hủy diệt lại phun ra từ song kiếm. Phan Lâm ánh mắt kiên định, lập tức lấy Thiên Sinh Đao ra muốn chống cự, nhưng cỗ kiếm khí bạo ngược này chỉ dựa vào Thiên Sinh Đao tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Quý Kiếm Sinh cũng không phải là người tầm thường. Cho dù chất liệu đặc thù của thiên sinh đao có thể giúp lưỡi đao không bị phá vỡ, thì uy lực đáng sợ của kiếm khí cũng đủ khiến cho Phan Lâm chấn động. Làm thế nào bây giờ? Ánh mắt của Phan Lâm nhanh chóng lóe lên, chợt nghĩ tới gì đó, xoay người một cái, vùng tay đỡ lấy kiếm lực kia. Gần như ngay lúc tay của Phan Lâm va chạm với kiếm lực kia, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong khoảnh khắc, núi non rung chuyển, mặt đất sụp đổ, cả thị trấn giống như là con thuyền gặp phải bão lớn, lắc lư không ngừng. Mọi người kinh hoàng lùi lại phía sau. Đại nhân, Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vụ nổ làm tan nát mặt đất, bụi bay tứ tung. Bọn họ nhìn không rõ bóng dáng Phan Lâm đâu, chỉ thấy chỗ Phan Lâm đứng có xuất hiện mấy khe nứt, khe nứt giống như mạng nhện lan rộng ra hai người sắc mặt tái nhợt liên tục lùi về phía sau tràn đầy sợ hãi uy lực như vậy phan lâm lấy gì để chống cự đây đám người xung quanh cũng chăm chú nhìn thiếu gia thắng rồi thiếu gia thắng rồi lúc này một người trong kiếm phong hải kích động kêu lên lời nói vừa rơi xuống những người còn lại cũng kích động kêu lên thiếu gia thắng rồi thiếu gia thật lợi hại thiếu gia thật cường đại thanh âm như sóng lắc lư bốn vía quý kiếm sinh khẽ cau mày nhìn chằm chằm nơi đầy bụi đất kia thần kinh đang căng thẳng cũng từ từ được thả lỏng gã thấy một kích này đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của gã rồi phan lâm nhất định không tiếp nổi cho dù hắn không chết dưới một kiếm này thì chí ít cũng sẽ trọng thương tuyệt đối không có khả năng đỡ mấy kiếm còn lại thắng bại đã rõ Quý kiếm sinh thở ra một hơi, sau đó cầm hai thanh kiếm đi về phía bụi mù mịt. Ai nói thiếu gia nhà ngươi thắng chứ? Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên từ nơi đầy bụi đất đó chuyển đến. Tiếng la hét xung quanh đột ngột dừng lại. Quý kiếm sinh cũng đột ngột dừng bước, mở to mắt nhìn về phía trước. Một bóng người dần dần hiện ra trước mặt của gã ta, bóng người cầm một thanh đao, nâng cao lên không trung, bày ra tư thế chống đỡ sức mạnh của kiếm khí kia, chính là Phan Lâm. Mọi người đều trọn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới Phan Lâm thế mà đã tiếp được một kiếm kia, mà còn đỡ kiếm lực bằng một tay nữa? Không thể, tuyệt đối không thể, quý kiếm sinh đột ngột lùi lại sắc mặt tái nhợt đờ đẫn nhìn phan lâm hoàn toàn không thể tiếp nhận được cảnh tượng này nhưng gã lại không nhìn thấy ngoài mặt phan lâm đang cầm thiên sinh đau nhưng trên thực tế phía sau thiên sinh đau còn có họa kiếm bút tại thời khắc mấu chốt hắn bất đắc dĩ mới phải đem họa kiếm bút ra lợi dụng sức mạnh huyền diệu của họa kiếm bút để loại bỏ bớt phần lớn sức mạnh của kiếm khí đỡ một đòn này, nhìn có vẻ nhẹ như mây gió. Nhưng sự thật đã tiêu hao rất lớn sức mạnh phi thăng trong cơ thể hắn ta. Nhưng để dọa cho quý kiếm sinh nên hắn mới không biểu hiện ra ngoài. Sau đó âm thầm nhoáng tay một cái. Thù thiên sinh đào cùng họa kiếm bút trực tiếp hóa thành kim quang ẩn vào trong lòng bàn tay của hắn. Cái gì? Quý kiếm sinh thở gấp, con người như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Hòa làm một thể chẳng lẽ mức độ tương thích của ngươi với thanh đào đó đã đạt đến 80% sao? Phan Lâm không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn quý kiếm sinh, thản nhiên nói. Ngươi còn mấy kiếm, tiếp tục đi. Quý kiếm sinh ngơ ngác nhìn Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Thiếu ra, người của kiếm phong hải cũng không thể tin được ánh mắt sợ hãi nhìn quý kiếm sinh. Bọn họ nghĩ quý kiếm sinh đã rơi vào thế hạ phong, một kích vừa rồi, quý kiếm sinh vốn đã không chút nương tay, vận dụng không ít hồn lực trong cơ thể, nhưng vẫn không đủ để giải quyết đối phương. Bởi vậy, có thể thấy người này không phải là thứ mà bọn họ có thể khiêu chiến. Quý kiếm sinh muốn đánh bại đối thủ trong vòng 10 kiếm, e rằng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Thiếu ra, không bằng chúng ta cùng nhau động thủ tiêu diệt tên này đi. Lúc này, một người trong kiếm phong hải bước tới, ánh mắt hùng ác, đằng đằng sát khí nói. Quý kiếm sinh liếc mắt nhìn hắn một cái, không có nói gì. Đúng vậy, thiếu ra, nếu như để chuyện mười kiếm không thắng này truyền ra ngoài, nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Không bằng chúng ta cùng nhau giết người này, sau đó diệt cả chấn để diệt khẩu. Chuyện hôm nay, thần không biết quỷ không hay, như vậy mới có thể bảo vệ thanh danh của kiếm phong hải chúng ta lại thêm một người nữa tiến lên nói. Những lời này nói ra, đám người trong chấn nhỏ gần như sững sờ tại chỗ. Các người cứ thử xem. Ngựa Bích Hồng nghiến răng gầm lên. Có Lâm Đại Nhân ở đây, thiếu gia của các người chưa chắc đã là đối thủ. Trong chấn nhiều người như vậy, các người giết sạch được sao? Cá chết lưới rách. Rất lời, cô ta dơ cao đại kiếm, chiến ý hùng mãnh. Sắc mặt của mọi người trong kiếm phong hải lạnh đi, cất bước chậm rãi đi về phía đám người ngự bích hồng trịnh mãnh. Hiện trường rơi vào căng thẳng. Đại chiến hết sức căng thẳng sắp xảy ra. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Dừng tay cho ta! Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn quý kiếm sinh. Chỉ thấy quý kiếm sinh ánh mắt sắc bén, hạ giọng gầm lên, các người coi ta là cái gì chứ? Các người cho rằng ta không có khả năng thắng sao? Thiếu ra. Người của kiếm phong hải ngần xa. Quý kiếm sinh độc thủ, tra kiếm vào bao, nhìn chằm chằm phan lâm hừ lạnh. Mấy kiếm còn lại, ngươi không cần nữa. Ta thua. Chúng ta đã đồng ý 10 kiếm rồi. Sao ngươi lại bỏ cuộc? Phan lâm lấy làm lạ hỏi. Ba kiếm của ta cũng không thể đánh bại ngươi. Đối với ta, cuộc tỷ thí này ta đã thua rồi. Không cần phải tiếp tục nữa. Quý kiếm sinh lạnh lùng nói, thiếu gia, ngài không thể nhận thua, nếu không tư cách lệnh ứng viên khuyết võ thần. Đám người bên cạnh vội vàng tiến lên, do dự không nói nên lời. Nhưng quý kiếm sinh vung tay lên, nhìn chằm chằm Phan Lâm nói, tư cách lệnh ứng viên dự khuyết võ thần, bây giờ là của ngươi, ta cũng không giết ngươi ở chấn nhỏ này. Đám người của kiếm phong hải đều sừng sốt, vạn tuế, người dân của trấn nhỏ kích động hét lên ai cũng rơm rớm nước mắt phan lâm cũng kinh ngạc vạn phần không ngờ người sát phạt quả đoán như quý kiếm sinh lại là người tuân thủ nguyên tắc đến như vậy đám người kiếm phong hải nổi giận không nhẹ tất cả mọi người đều nghiến ra nghiến lợi tràn đầy không cam lòng nhưng quý kiếm sinh đã hạ quyết tâm bọn họ cũng không có làm gì được ba kiếm vẫn không thể đánh bại phan lâm trong lòng quý kiếm sinh cũng tràn ngập không cam lòng nhưng gã sẽ không vì chuyện này mà mất đi lý trí lập tức lên ngựa kéo dây khương người tên là gì quý kiếm sinh trầm giọng hỏi phan lâm phan lâm sao quý kiếm sinh lẩm bẩm tựa hồ như đã từng nghe qua cái tên này rồi người bên cạnh nghe vậy thì vội vàng nói nhỏ vào tai của quý kiếm sinh vài câu quý kiếm sinh giật nảy mình khó trách người có thể tiếp ba kiếm của ta thì ra người chính là phan lâm người đã giết người hầu của võ thần bị thái thiên võ thần truy nã là ta phan lâm hào phóng thừa nhận ngươi thật đúng là ngu xuẩn quý kiêm sinh lắc đầu đã bị truy nã còn dám nói ra tên thật không sợ ta nói cho võ thần biết tung tích của ngươi sau quý thiêu gia là người có trí khí nếu đã hỏi tên của ta chính là vì muốn sau này tu luyện đại thành lại tìm ta đánh một trận nữa nếu đã vậy tại sao ta phải lấy tên giả nói cho ngươi biết để làm gì chứ phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói quý kiếm sinh nhíu mày cẩn thận đánh giá phan lâm một phen gật đầu nói nếu ngươi bớt ý định của ta như vậy thì càng tiện nghe đây tư cách lệnh ứng viên giữ khuyết võ thần chỉ là tạm thời để ở chỗ ngươi giữ không lâu nữa ta sẽ lại tìm ngươi đến lúc đó chúng ta sẽ đau thật thương thật tranh đấu một trận và ta sẽ đánh bại ngươi được ta chờ ngươi phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói nghe đây hôm nay kẻ nào dám tiết lộ tung tích của phan lâm giết không thả. Quý kiếm sinh quay đầu đối với thuộc hạ nói, sau đó hử lạnh một tiếng rồi kéo dây cương, ngựa phi nước đại ra khỏi trấn. Rõ, người của kiếm phong hải đồng thanh kêu lên, lập tức đuổi theo. Tất cả người trong kiếm phong hải đều rời đi, nguy cơ của chấn nhỏ đã được giải trừ. Không ít người thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Lâm đại nhân, đa tạ, đa tạ lâm đại nhân, nếu như không có ngài thị trấn của chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi trịnh mãnh được đỡ dậy hướng về phía phan lâm lộ ra vẻ cảm kích chỉ là tiện tay mà thôi về sau phải sáng mắt ra đừng để bị người khác lừa gạt phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói vâng vâng trịnh mãnh vô cùng hổ thẹn, nghĩ đến thái độ trước đây của mình đối với đám người phan lâm gã liền cảm thấy xấu hổ vô cùng mọi người hãy cùng nhau quỳ xuống, đa tạ lâm đại nhân. nếu như hôm nay lâm đại nhân không ra tay, có lẽ chúng ta đều trở thành quỳ hồn dưới kiếm của kiếm phong hải rồi. trịnh mãnh quay đầu hô to, đa tạ lâm đại nhân. người trong trấn quỳ dạp xuống khấu đầu, khung cảnh có chút hùng vĩ. đều đứng lên cả đi. phan lâm có chút không quen với loại tình huống này, mở miệng nói, đa tạ đại nhân. mọi người lại hô vang một lần nữa. Lúc này, một ông lão bước tới nói với Trịnh Mãnh: "A à Mãnh, Lâm đại nhân có ân đầy trời đối với chấn của chúng ta, chúng ta nhất định phải bày tỏ thật tốt, ta nghĩ tối nay chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc lớn để tạ ơn cứu mạng của Lâm đại nhân." "Đúng vậy, nhất định phải biểu đạt một chút." Trịnh Mãnh vội nói: "Không cần phải tổ chức yến tiệc đâu, chúng ta còn có việc cần phải lên đường gấp, không thể chậm trễ." Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt, nói, sau đó nháy mắt với Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư, liền xoay người rời đi. Nhưng lão già lại dẫn theo một đám người xông tới, chặn trước mặt Phan Lâm, quỷ dạp xuống. Đại nhân, ngài lấy ơn báo oán, không so đỏ với chúng ta. Ngài đã cứu cả chấn của chúng ta. Chúng ta không thể báo đáp ngài, chỉ có thể mời ngài một chút đồ rượu thịt để cảm tạ. Nếu như ngài không đồng ý, thì trong lòng của chúng ta sẽ vô cùng ái náy. van cầu đại nhân, cho chúng ta cơ hội này đi. Nói rồi lão nhân ra lại cúi đầu quỷ xuống. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước. Mọi người thiết tha chân tình, động tình rơi lệ. Phan Lâm cau mày có chút khó khăn. Trịnh Mãnh lúc này tựa hồ như nghĩ tới điều gì hỏi. Đại nhân, ngài tới chấn của chúng ta mua ngựa, có phải là muốn đi đường xa không? Không sai, Phan Lâm gật đầu. Vậy thì mời đại nhân ở lại nghỉ ngơi một đêm. Chúng tôi tình nguyện dâng thiên mã tốt nhất cho ba vị đại nhân. Trịnh Mãnh cười nói. Thiên mã sao? Ngựa Bích Hồng và Cửu Ngư phía sau sừng sốt, không khỏi thất thanh lan lên. Chấn của các người có thiên mã sao? Không sai. Trịnh Mãnh gật đầu cười nói. Thiên mã sao? Đó là cái gì vậy? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Là ngựa được nuôi bằng linh thạch và thần thủy, cực kỳ chân quý. Nghe nói một ngày nó có thể đi hàng ngàn dặm. Núi non sông ngòi như dẫm trên đất bằng, sức mạnh của nó lớn vô cùng, có thể nghiền nát một tảng đá, không hề tầm thường. Cứu ngư mở miệng giải thích. Mạnh như vậy sao? Có khác gì ngựa chúng ta cưỡi bây giờ không? Phan Lâm sừng sốt hỏi. Đại nhân, nếu như chúng ta cưỡi ngựa hiện tại tới Long Tâm Thành, thì ít nhất cũng phải mất một hai ngày, còn cưỡi thiên mã thì sao chứ? Chỉ mất khoảng ba giờ đồng hồ thôi. Phan Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng như cửu ngư nói, tốc độ chạy của con thiên mã này chắc sắp đuổi kịp vận tốc âm thanh. Đại nhân, nếu ở lại đây một đêm, sáng mai cưỡi thiên mã rất nhanh đã tới Long Tâm Thành rồi. Ngữ Bích Hồng thấp giọng nói, cưỡi thiên mã ngay bây giờ không phải tốt hơn sao? Phan Lâm tò mò hỏi, đại nhân, nếu như ta đoán không lầm, thiên mã của bọn hắn hẳn là không có hộ cụ, lắp đặt hộ cụ cũng cần thời gian, không có những hộ cụ này, người bình thường đã rất khó khuất phục bọn chúng rồi huống chi là cưỡi, dù sao tốc độ của bọn chúng quá nhanh, sức mạnh cũng quá lớn." Ngựa Bích Hồng nói, "Vị đại nhân này nói không sai, thiên mã của chúng tôi đã nuôi nhốt hơn 10 năm, cũng chưa được trang bị hộ cụ, những con thiên mã này vốn là chuẩn bị cho thiên tài kiệt xuất của thị trấn chúng tôi. Nếu tên đó không nói dối chúng ta, thì thiên mã này cũng có một con là ngựa của hắn, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối hắn đều lừa gạt chúng ta, chết chưa hết tội." Hôm nay, đại nhân lại có ân với cả chấn. Chúng ta muốn dâng ba con thiên mã này để biểu đạt lòng thành. Trịnh Mãnh bật cười nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, nếu đã như vậy thì đêm nay ta sẽ ở lại đây qua đêm. Sáng mai, chúng ta cưỡi thiên mã xuất phát. Tốt, tốt, ba vị đại nhân, mời đi bên này. Trịnh Mãnh mừng lắm, vội sai người chuẩn bị món ngon bày tiệc lớn. Cả thị trấn chìm trong không khí ăn mừng sôi nổi. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng đương nhiên rất thích bầu không khí này, hai người không khách khí chút nào, rượu thịt vừa được bưng lên đã bắt đầu dùng bữa. Rượu thịt trong long mạch đều tự luyện chế, hơn nữa phần lớn đều có dược tính, sau khi ăn vào có thể tăng lên tu vi hoặc là thể chất. Phan Lâm nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ gì đó. Trịnh Mãnh là đội trưởng đội thị vệ của chấn, bởi vì thực lực cường đại, cho nên địa vị phi phàm chấn nhỏ không có trường chấn, chỉ có mấy trường bối đức cao vọng trọng, được kính trọng, đưa ra quyết định về các công việc của chấn. Sau khi ba người Phan Lâm ổn định chỗ ở, Trịnh Mãnh được gọi đến căn nhà gỗ ngoài sảnh tiếp khách. Lúc này, trong nhà gỗ có một vài lão nhân đang ngồi, trong đó có ông lão ban ngày quỳ xuống mời Phan Lâm ăn cơm. Các vị thúc bá, có chuyện gì sao? Trịnh Mãnh tò mò nhìn mấy người. À Mãnh, ba vị khách quý đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Một lão già hỏi, ba vị ân nhân đang ăn uống tại Yến Tiệc. Ta đang nghĩ sắp xếp cho đám người An Lan biểu diễn một vài điệu múa cho ba vị ân nhân xem. Trịnh Mãnh vừa cười vừa nói, nên làm, nên làm. Người lập tức gọi người đi thông báo cho Alan Lan biết, nhất định phải khiến cho ba vị ân nhân hài lòng. Lão giả gật đầu, được, ta lập tức đi sắp xếp ngay. Trịnh Mãnh cười cười xoay người rời đi. À Mãnh, dừng bước. Lúc này, một lão giả đầu chọc đột nhiên kêu lên, Trịnh Mãnh sừng sốt một chút, lập tức dừng bước, khó hiểu nhìn về phía lão nhân kia. À Thúc, còn có chuyện gì sao? À, có việc cần ngươi tự mình làm. Ông lão bình tĩnh nói, Trịnh Mãnh vốn định hỏi chút gì đó, lại thấy vẻ mặt của mấy lão già rất nghiêm túc, lập tức căng thẳng, thấp giọng hỏi. À Thúc, có chuyện gì vậy? Ta nghe nói Thái Thiên Võ Thần đã tới phiêu miều thành. Chúng ta dự định phái người đến phiêu miều thành, thông báo cho Thái Thiên Võ Thần tới đây để bắt giữ Phan Lâm. Lão nhân kia thấp giọng nói. Cái gì? Trịnh Mãnh sừng sốt, ra đầu tê dại, sững sờ một lúc, lo lắng nói. À Thúc, người làm sao vậy? Nếu như không có Lâm Đại Nhân, chấn của chúng ta đã bị người của kiếm phong hải tàn sát hết rồi. Người... người làm sao có thể lấy oán trả ơn như vậy chứ? Tiểu tử ngốc, đây là thế giới của mạnh được yếu thua cá lớn nuốt cá bé chưa kể chúng ta cũng vì lợi ích của trấn mà thôi lão già gọi a thúc trầm giọng nói ngươi phải hiểu nếu như cung cấp manh mối quan trọng này cho võ thần đại nhân chúng ta có thể tạo được chút quan hệ với võ thần đại nhân có võ thần đại nhân chống lưng thì chúng ta không cần phải lo lắng bị người khác uy hiếp nữa như vậy không phải là rất tốt sao đúng rồi chuyện hôm nay ngươi cũng đã chứng kiến đó Ai chặt đứt cánh tay của ngươi, ngươi quên rồi sao? Một kiếm phong hải nho nhỏ đã có thể quyết định sinh tử của người trong chân chúng ta, chứ đừng nói đến người khác. Nhưng nếu chúng ta có võ thần đại nhân chống lưng, thì ai dám khiêu khích chúng ta nữa chứ? Cho dù quý kiếm sinh có đến chấn của chúng ta, thì hắn cũng phải quỳ gối mà vào, ngươi hiểu không? Mấy lão nhân, ngươi một câu ta một lời, tất cả đều thuyết phục trịnh mãnh. Trịnh mãnh càng nghe thì càng tái mặt, càng nghe thì trong lòng càng kinh hãi. Sau khi nói xong, tất cả đều dồn ánh mắt vào Trịnh Mãnh. Chỉ thấy Trịnh Mãnh chậm rãi ngẩng đầu, tiếng nói khô khốc. Cho nên nói, à thúc, à bá, các người cố gắng giữ Lâm Đại Nhân lại, chính là vì cái này sao? Người vẫn còn quá trẻ, trên đời này ân tình là thứ không đáng giá nhất, chỉ có lợi ích mới là thứ chúng ta cần thôi. Lão già dâu dài, mặt không chút thay đổi nói. Trịnh Mãnh sắc mặt nhất thời thay đổi, không nói nên lời. À Mãnh, nhanh đi lo liệu đi. Lão già đầu chọc thúc giục. À thúc, ta... ta không làm được. Trịnh Mãnh cắn môi dưới, trầm giọng nói. Người nói cái gì? Lão già đầu chọc vỗ bàn lạnh lùng quát. Đây là tương lai của cả trấn, là đại kế hoạch vì lợi ích của mọi người. Người... ngươi dám cự tuyệt sao? À thúc, nếu như không có lâm đại nhân thì cả trấn của chúng ta đã không còn nữa rồi ta tuy rằng không phải là người cao thượng gì nhưng chuyện hiểm ác như vậy ta thật sự không làm được trịnh mãnh muốn nói lại thôi sắc mặt ảm đạm thế nào ngươi là người cao thượng còn chúng ta là người âm hiểm xào trá sao lão già dâu dài hừ lạnh một tiếng ngươi mềm lòng như vậy sau này làm sao có thể thành đại sự đây à bá vậy thôi đi ngươi cứ ở lại nơi này chuyện này không cần ngươi phụ trách nữa lão già dâu dài lạnh lùng nói bảo a hào đi một chuyến trong đêm phải đến được phiêu miều thành rõ người bên cạnh gật đầu bước ra khỏi phòng trịnh mãnh thấy vậy trong lòng nóng này muốn đi ra ngoài lại bị ngăn lại a à mãnh ngươi không nghe ta nói sao người cứ ở chỗ này không được đi đâu hết chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết lão già dâu dài trầm giọng nói a à mãnh ngươi từ nhỏ đã ngoan ngoãn rồi Hôm nay, đừng chọc giận lão gia tử của chúng ta nữa. Nếu như hại cả chấn, thì ngươi là tội nhân. Nghĩ đến mẫu thân, nghĩ đến muội muội của ngươi đi. Một lão giả khác cũng mở miệng, trầm giọng quát khẽ. Trong khi nói, mấy người còn phóng xuất ra khí kình, khí tức đáng sợ bao trùm tới. Trịnh mãnh tái mặt không nói thêm gì nữa. Nếu như động thủ, gã cũng không phải là đối thủ. Chuyện này, gã cũng chỉ có thể thuận theo ý trời mà thôi. Trên yến hội, nào uống đi uống đi cửu ngư đỏ bừng mặt tay cầm ly rượu hét lớn tu vi của gã đã hoàn toàn mất đi khả năng chống chọi với rượu cũng kém đi rất nhiều sau vài ly rượu thì đầu óc đã bắt đầu choáng váng nói năng bắt đầu ngọng nghịu ngự bích hồng ngồi một bên ưu nhã ăn thịt dù là có người tới mời rượu cũng mặc kệ cao ngạo giống như là khổng tước phan lâm lặng lẽ quan sát mọi người trong sành tiệc ai đến mời rượu hắn cũng luôn luôn tươi cười đáp lại trong lúc nhất thời, các tân khách càng thêm nhiệt tình, Phan Lâm cũng có hứng thú. Nhưng sau khi uống mấy vỏ rượu, Phan Lâm bắt đầu nhận ra điều gì liền nghiêng đầu nói. Bích Hồng, người qua đây. Ngựa Bích Hồng lập tức đặt ly rượu xuống đi tới chỗ Phan Lâm. Đại nhân, có gì dặn dò sao? Phan Lâm thì thầm vào tai cô ta. Có thấy Trịnh Mãnh đi đâu không? Trịnh Mãnh sao? Ngựa Bích Hồng sừng sốt một chút, nhỏ giọng nói. Vừa rồi ta còn nhìn thấy hắn ở đây, không biết hắn đã đi từ lúc nào. Phan Lâm cau mày suy nghĩ, đại nhân có muốn ta đi tìm hắn không? Không cần. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói, đồ vật đã bố trí xong chưa? Lúc nãy ta lấy cớ đi vệ sinh là đã an bài xong rồi. Vậy thì tốt rồi, nên ăn một chút đi, nên uống một chút đi." Phan Lâm nói, Ngự Bích Hồng gật đầu trở về chỗ ngồi, lúc này một thiếu nữ trẻ đẹp ăn mặc khá gợi cảm bước vào hiện trường lập tức xuất hiện một trận tiếng kêu kỳ quái đám người trẻ tuổi kích động đập bàn la ó tiếng huýt sáo tiếng hồ hoán không ngừng phan lâm hở hững nhìn thiếu nữ thấy thiếu nữ nở nụ cười ngọt ngào hướng về phía phan lâm cúi đầu sau đó xê dịch gót sen nhẹ nhàng nhảy múa lâm đại nhân đây là hoa khôi của trấn chúng ta cô ta biết được đại nhân có ân cứu cả trấn nên khăng khăng muốn hiến một điệu vũ mời ngài thưởng thức một người đàn ông trung niên có dâu bên cạnh cười nói phan lâm thản nhiên gật đầu thấy vậy người đàn ông trung niên đột nhiên hơi cúi đầu xuống ngữ khí mơ hồ nói từ xưa mỹ nhân đều yêu anh hùng đại nhân thực không dám giấu giếm nữ nhân này rất kính trọng ngài nếu như đại nhân không chê thì đêm nay cứ để nàng ấy phụng dưỡng hầu hạ đại nhân thế nào không cần phan lâm nhàn nhạt, nhạt nói trực tiếp từ chối người đàn ông trung niên sững người một lúc chưa thấy Văn Lâm từ chối dứt khoát như vậy bao giờ. Nhưng ông ta không nói nhiều mà mỉm cười bước sang một bên. Trong khi thiếu nữ nhảy múa, không khí của bữa tiệc cũng càng trở nên sôi động. Thiếu nữ tươi cười như hoa, làn thu thủy lưu truyền, ánh mắt như biết nói, không ngừng nhìn chăm chú Văn Lâm. Văn Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn thiếu nữ, nhưng trong lòng thì lại đang âm thầm suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cô gái không hề hay biết, bị ánh nhìn trọng trọc của Văn Lâm làm cho thẹn thùng nhưng vào lúc này cửu ngư bên kia không nhịn được nữa đầu gục xuống bàn ngất đi tại chỗ uống không được thì đừng có uống nhiều như vậy ngựa bích hồng hừ nhẹ một tiếng có chút khinh thường đang muốn nâng chén uống một ngụm rượu đột nhiên chiếc cốc trượt khỏi đầu ngón tay của cô ta sau đó rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh phan lâm nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy ngựa bích hồng cũng yếu ớt gục trên bàn không có động tĩnh gì nữa vẻ mặt của phan lâm trở nên căng thẳng đột nhiên hắn giống như nhận ra gì đó lập tức đưa tay bịt mũi lại nhưng không kịp một luồng dược lực đột nhiên tràn vào đại não là tổ hợp độc phan lâm lập tức phản ứng lại gắt gao nhìn chằm chằm rượu trong ly trong rượu này có một loại dược vật đặc biệt vô hại với con người phan lâm cũng đã chú ý tới lúc đầu hắn còn tưởng rằng dược vật trong rượu này chỉ là để tăng hương vị cho rượu dù sao thì rượu này cũng là rượu thuốc bên trong có tới mấy trăm dược vật. Những dược vật này mặc dù hiếm có nhưng Phan Lâm vẫn nhận ra. Bản thân những dược vật này không độc nhưng một khi phối hợp với những dược vật khác lập tức có thể trở thành cực độc. Những người này đầu độc mình từ khi nào đây? Ánh mắt của Phan Lâm khẽ động, ánh mắt truyền rời, cuối cùng thì ánh mắt rơi vào trên người của thiếu nữ kia. Thiếu nữ toàn thân tàn ra mùi hương, mùi thơm rất đậm, trực tiếp bao trùm toàn bộ tiệc rượu. Mùi hương này là mùi hương của thiên lan hoa. Phan Lâm muốn đứng dậy nhưng thân thể không tự chủ được mà run lên, hai mắt quay cuồng, hắn vội vàng lấy ra hồng bông long châm đâm về phía thân thể của mình. Dưới tác dụng của hồng bông long châm, Phan Lâm hơi ổn định được thân thể, mà những người trong tiệc lúc này thì cũng đặt chén rượu xuống, ngoạn vi nhìn Phan Lâm Đặc biệt là thiếu nữ kia, cô ta đã không còn khiêu vũ nữa mà híp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như đang nhìn một thằng hề vậy. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Ta cứu các ngươi thoát khỏi đồ đau của kiếm phong hải. Vì sao? Vì sao các ngươi lại lấy oán trả ơn? <laughs> lấy oán trả ơn sao? Lâm Đại Nhân, đây là thế giới mạnh được yếu thua, chúng ta cũng vì lợi ích của toàn trấn mà thôi. Một giọng nói già nua vang lên, sau đó liền nhìn một đám lão nhân đi ra. Trong đó có lão già ban ngày, đã ngăn phan lâm lại, còn dập đầu cảm tạ. Trịnh Mạnh cũng ở trong đó, nhưng sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Vì cả chấn sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn. Lâm Đại Nhân, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Ngài cũng đã thấy rồi đó, một kiếm phong hải nhỏ bé đã có thể nắm giữ sinh mạng của chúng ta rồi nếu như chúng ta không tìm được chỗ dựa sau này sẽ có thêm vô số thế lực như kiếm phong hải đến tìm chúng ta để gây phiền phức cho nên chúng ta nhất định phải tìm được một chỗ dựa lão già đầu chọc nhẹ giọng nói cho nên các người tính giao nộp ta cho võ thần sau phan lâm nói không sai gã đầu chọc gật đầu hèn hạ lúc này ngự bích hồng đang hôn mê tỉnh lại lớn tiếng mắng trời nhưng cô ta vẫn mềm nhũn vô lực thậm chí đứng dậy cũng rất khó khăn ngay cả lợn chó cũng biết báo ơn các người không biết xấu hổ bán đứng đại nhân các người nhất định sẽ chết không được yên thân ngự bích hồng tức giận hét lên người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng chấn của chúng ta tuy nhỏ nhưng chúng ta đều là người của long mạch xấu hổ là cái gì chứ ngươi cho rằng chúng ta sẽ quan tâm sao Ông lão đầu chọc đi đến trung tâm của bữa tiệc, thờ ơ nhìn Phan Lâm. Lâm đại nhân, độc mà ngươi đang phải chịu đựng là một bí bảo ngàn năm lưu truyền trong chấn của chúng ta. Thuốc bình thường không thể giải được độc này. Độc này sẽ không giết chết ngươi, nhưng là trong thời gian dược liệu hoạt động. Các ngươi không thể hô hấp, không thể sử dụng sức mạnh phi thăng. Nếu không, các ngươi sẽ nổ tung mà chết. Ta hy vọng các ngươi có thể trung thực một chút, yên tĩnh đợi võ thần đại nhân đến đây. Như vậy, đối với các ngươi và chúng ta đều tốt. Người nghĩ như thế nào? Những lời này vừa nói ra, khóe miệng rất nhiều người đều nhếch lên, cười tùm tìm nhìn qua. Nhưng Phan Lâm thì không nói gì, chỉ vung tay. Mấy hồng mông long châm trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào trong cơ thể của ngự bích hồng. Thân thể của ngự bích hồng lập tức lấy lại chút sức lực đứng lên. Thấy vậy, những người xung quanh lập tức rút kiếm ra, nhưng lão đầu chọc không chút hoàng sợ trực tiếp giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lâm đại nhân mới rồi không phải ta đã nói với ngươi rồi sao ngươi không thể sử dụng sức mạnh phi thăng nếu không ngươi sẽ chết <laughs> chút độc này tiếc là không làm gì được ta phan lâm lắc đầu mặt không đổi sắc nói lúc trước là do ta không đề phòng dù sao thì mấy loại hỗn độn độc này ta cũng không quan tâm lắm Bây giờ phát hiện ra rồi thì mới giải quyết cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Lời này vừa mới rơi xuống, sắc mặt của mọi người liền thay đổi, nhưng lão nhân đầu chọc kia thì lại tràn đầy xem thường. Loại độc này không khó giải, nhưng cái khó là cần thời gian để giải trừ tác dụng của thuốc. Y thuật của ngươi dù có cao siêu đến đâu cũng không thể trong thời gian ngắn giải trừ hết tác dụng của thuốc được. Chúng ta đã phái người đi thông báo cho Thái Thiên Võ Thần rồi. Không bao lâu nữa, Thái Thiên Võ Thần sẽ tới đây. Chúng ta chỉ cần giữ chân ngươi trong khoảng thời gian này là được rồi. Ngươi đã không còn đường trốn nữa. Lão già dâu dài cũng lên tiếng nói. Nghe được lời nói của hai lão giả kia, mọi người mới dần dần buông lòng nghi hoặc. Nhưng Phan Lâm lúc này lại lắc đầu lên tiếng. Chỉ sợ Thái Thiên Võ Thần sẽ không đến đây đám người ghẽ giật mình hơi kinh ngạc nhìn phan lâm nhưng phan lâm mặt không chút thay đổi nói tuy rằng ta không thể tin được nhiều người như vậy thế mà lại đồng lòng chọn lấy oán trả ơn nhưng đã đặt chân ra bên ngoài làm sao có thể không có tâm tư đề phòng người khác người người có ý tứ gì lão đầu chọc cảm thấy có gì đó không đúng sắc mặt tái nhợt vội vàng nháy mắt với người bên ngoài người đàn ông gật đầu quay người chạy ra ngoài các ngươi đều đã nghe được đối thoại giữa ta và quý kiếm sinh rồi cũng đều biết ta là người mà thái thiên võ thần đang truy nã ta tin tưởng nhân phẩm của quý kiếm sinh hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta dù sao hắn còn muốn tái chiến để đánh bại ta lần nữa rửa sạch nhục nhã cho nên ta không cần phải lo lắng bên phía kiếm phong hải nhưng các ngươi không giống như vậy ta không biết rõ các ngươi hơn nữa từ việc các ngươi thông đồng với tên giả mạo kia dùng người sống để luyện võ đã có thể nhìn ra phẩm tính ta làm sao có thể không đề phòng các ngươi đây phan lâm khẽ nói rồi từ từ giơ tay lên ông già dâu dài lập tức vẫy tay với mọi người những người trong bữa tiệc lần lượt rút binh khí ra chậm rãi vây quanh phan lâm ngự bích hồng vội vàng rút đại đao đặt ở bên cạnh muốn chống cự nhưng khi cô ta vừa nắm lấy thanh đại kiếm một chân liền đạp tới đạp mạnh vào bụng của cô ta ngự bích hồng nặng nề ngã xuống đất vẻ mặt đau đớn cô ta căn bản không còn chút sức lực nào để đứng dậy về phần cửu ngư bên kia sớm đã bị bắt giữ từ lâu nghe đây ta muốn ngươi lập tức bó tay chịu trói nếu không trước khi thái thiên võ thần tới đây ta sẽ giết hai thủ hạ của ngươi trước lão đầu chọc hét lớn trong mắt lộ ra vẻ hùng ác nhưng phan lâm lắc đầu năm ngón tay nắm thành nắm đấm một cây bút thon dài mảnh khảnh xuất hiện ngựa bích hồng nằm trên mặt đất bỗng nhiên hô hấp run rẩy sắc mặt trắng bệch đến cực hạn phan lâm không dùng thiên sinh nào, mà dùng họa kiếm bút điều này có nghĩa là hắn đã động sát tâm ngươi thật sự muốn thủ hạ của ngươi chết sao lão già dâu dài hít vào một hơi thật sâu lập tức lại quát nhưng giọng nói vừa rơi xuống một đạo kiếm quang đã trực tiếp đâm thẳng qua chán của người tóm lấy cửu ngư chán của người đàn ông bị đâm thủng sau đó cả người ngừa ra sau, chết ngay lập tức. Bắt hắn lại cho ta. Lão già đầu chọc cầm lên không chút do so dự, mọi người xung quanh lập tức lao tới. Phan Lâm một tay cầm họa kiếm mút, chém về phía đám người. Một bên điều động hồng mông long châm, đâm thẳng vào cơ thể của ngự bích hồng. Sau khi được hồng mông long châm trị liệu, ngự bích hồng rất nhanh đã sinh long hoạt hồ trở lại. Bảo vệ cửu ngư cho đến khi ta giết hết những người này. Phan Lâm lạnh lùng nói, trong mắt đã hiện lên sát ý. Ngự Bích Hồng gật đầu, lập tức chạy về phía Cửu Ngư. Hai thanh niên còn muốn ngăn Cửu Ngư lại, muốn bắt hắn làm con tin, nhưng Phan Lâm có thiên sinh đào. hiện tại cho dù hai người này có đâm thùng tim của Cửu Ngư thì Phan Lâm cũng có thể dễ dàng cứu được hắn. Vì vậy, Ngự Bích Hồng không chút do dự ra đòn, dùng cự kiếm của cô ta chém tới tấp. Hai thanh niên tái mặt vì sợ hãi, một trong số họ vội vàng rút lui một người khác lui hơi chậm nên lập tức bị cự kiếm chém chết tại chỗ. Không biết sống chết, không biết sống chết. Lão đầu chọc rất tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hiện trường. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần khống chế người này, chờ võ thần tới là được. Tiểu tử này không sống được. Lão già dâu dài hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đúng vậy, chờ thái võ thần tới, tất cả sẽ kết thúc lão già đầu chọc gật đầu nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên vọt vào à thúc à bá xảy ra chuyện rồi hai người run lên cùng nhau quay đầu lại người đến đúng là người mà họ đã cử đi vừa rồi tình huống như thế nào lão đầu chọc lo lắng hỏi à thúc a à hào a à hào chết rồi người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói cái gì chết chết rồi sao hai người chấn kinh trong lòng không thể tin được người khác thậm chí còn kinh ngạc hơn, xảy ra chuyện gì vậy? lão già sâu dài tiến lên vài bước, tóm lấy người tới, trầm giọng gầm lên: A à, Hào bây giờ không phải là đang ở phiêu miều Thành mời Thái Thiên võ thần tới sao? hắn làm sao lại chết chứ? À bá, A à, Hào căn bản không có rời khỏi chấn, cổng chấn của chúng ta bị lập kết giới, A à, Hào đâm vào kết giới lập tức chết luôn. vừa tới cổng thành, ta đã nhìn thấy thi thể của hắn rồi. người thanh niên vừa khóc vừa nói. Mọi người dững sờ, vẻ mặt cứng đơ ngay tại chỗ. Là... là ngươi làm sao? Lão già đầu chọc, đột ngột quay lại, run rẩy nhìn Phan Lâm. <laughs> Nếu không thì ai chứ? Ngự Bích Hồng nắm lấy cửu ngư còn đang say khướt, cười lạnh nói. Đại nhân lo lắng ngươi phản bội, cho nên đặc biệt sai ta bố trí kết giới ở cửa chấn, đề phòng các ngươi phái người thông báo cho Thái Thiên Võ Thần biết. Người... Lão già đầu chọc, vừa giật mình vừa tức giận. Nói như vậy, Thái Thiên Võ Thần còn không biết Phan Lâm ở đây thì làm sao ngày ấy tới đây được? Không có Thái Thiên Võ Thần trợ giúp, chúng ta... Chúng ta sao có thể là đối thủ của người này đây? Xong rồi, hết rồi. Khuôn mặt của đám người tại hiện trường đều tái nhợt, bị dọa đến run rẩy vì sợ hãi. Hai ông lão sững sờ tại chỗ, nhất thời không thể phát ra âm thanh. Lúc này Phan Lâm ở phía trên dừng lại. Lão đầu chọc lấy lại tinh thần, ngước mắt lên, không tự chủ được mà mở miệng. Chỉ thấy rằng toàn bộ khung cảnh yến tiệc giờ đây đã thay ngang khắp đồng, máu tươi trôi đầy đất. Những người vây công Phan Lâm, toàn bộ đều bị chém chết, không thi thể nào còn hoàn chỉnh. Phan Lâm, một người một kiếm đứng giữa đống thi thể, thờ ơ nhìn lắm lão giả kia. Nữ vũ công sợ tới mức hai chân loạn choạng, không ngừng lui về phía sau, Trịnh Mãnh nuốt nước miếng một cái, tim đập mạnh. Ngự Bích Hồng đặt cửu ngư xuống, tay cầm trường kiếm đi về phía đám đông kia. Mọi người nhau nhau lui lại, không biết phải làm sao. Người này đã trúng độc, theo lý mà nói, thực lực nhất định đã bị hạn chế. Chúng ta cùng tiến lên đi, nhất định có thể bắt được hắn. Một lão nhân cắn răng lấy dũng khí hồ lên. Nhưng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đánh tới, nháy mắt đã chém lão ta thành hai mảnh. Những người còn lại đều bị dọa đến, trái tim đều tê dại. Cái này mà là thực lực bị hạn chế sao? Chỉ sợ hết thầy, đúng như Phan Lâm nói. Độc trong người hắn đã được dài cỡ bày tám phần rồi. Nếu vậy, đám người này làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Đi! Lão đầu chọc nuốt nước miếng trực tiếp giống to. Mọi người rời khỏi chấn, chạy về phía phiêu miều thành. Chỉ cần một người có thể chạy thoát mời Thái Thiên Võ Thần đến, chúng ta sẽ được cứu. Đi đi! Dứt lời, mọi người liền quay người lao ra khỏi yến tiệc, chạy về hướng cổng trấn. Muốn chạy sau. Ngự Bích Hồng muốn đuổi theo nhưng bị Phan Lâm ngăn lại. Đừng đuổi theo, hôm nay không ai trốn được hết. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó dơ trường vung lên không trung, Sức mạnh phi thăng được giải phóng, ngay lập tức lan rộng ra xung quanh. Trong chốc lát, một đạo kim quang khổng lồ giáng xuống thị trấn. Ngự Bích Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên ra đầu tê dại. Kim quang đó là thiên thần kết giới, toàn bộ kết giới sáng rực như một chiếc lồng khổng lồ bao trùm cả thị trấn, thị trấn không lớn lại bị thiên thần kết giới bao trùm lên, khiến cả trấn không khác gì một nhà tù. Ta đã cứu bọn hắn, cũng đã cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn nợ ta một mạng, nhưng bọn hắn không trân quý, bọn hắn không trân quý Phan Lâm lắc đầu, cầm họa kiếm bút chậm rãi bước ra khỏi yến tiệc, bạo ngược sát khí lan tràn ra bốn phương tám hướng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 635 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh chuyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại